Đầu tiên là về nội tại. Vân Anh mỗi lần xuất chiêu sẽ tích một lần thương ý và chúng ta sẽ có 3 tầng thương ý khác nhau. Khi sử dụng đòn đánh thường sẽ tiêu hao thương ý theo số tầng mà các bạn đã tích được. Đồng thời sẽ giảm 1,25 giây hồi chiêu của chiêu 1 và chiêu 2. Tầng đầu tiên sẽ gây sát thương 4 lần cho những kẻ địch xung quanh bản thân, đồng thời nhận lá chắn trong 2 giây. Trong thời gian vận chiêu, Vân Anh vẫn có thể di chuyển. Ở tầng 2, 3 đòn đánh thường tầm trung sẽ gây sát thương. Sau khi đánh sẽ hồi phục máu, lượng máu mất đi càng nhiều thì hiệu quả hồi phục sẽ càng cao. Tầm của chiêu này cũng khá là xa đấy. Và cuối cùng là tầng 3, sau khi kích hoạt, Vân Anh sẽ lấy đà và gây sát thương lên tất cả mục tiêu trên đường thẳng trong cự ly cực xa. Mục tiêu mất càng nhiều máu, sát thương sẽ càng cao. Cái này sẽ dựa trên phần trăm máu đã mất của mục tiêu. Chiêu thức có thể vượt địa hình. Tiếp theo là kỹ năng 1. Khi sử dụng, Vân Anh sẽ vung lược hỏa thương, hất tung mục tiêu trên không trung rồi chém xuống, sẽ gây hai lần sát thương vật lý. Kẻ địch trúng chiêu lần đầu, sát thương sẽ bị hất tung lên không trung trong 0,5 giây. Tiếp theo là chiêu thức thứ hai. Vân Anh sẽ vận chiêu và nhận hiệu ứng gia tốc liên tục. Khi vận chiêu đến mức tối đa hoặc chủ động kết thúc, Vân Anh sẽ lao về phía trước và quét một vùng lửa hình bán nguyệt, gây sát thương vật lý và giảm 30% tốc chạy của kẻ địch trong 1 giây. Thời gian vận càng lâu, hiệu ứng gia tốc càng dài và sát thương sẽ càng lớn, khoảng cách lướt càng xa. Anh em cũng lưu ý là chiêu 2 của Vân Anh có thể băng qua tường khá là tốt đấy. Khi các bạn giữ càng lâu thì cái khả năng mà các bạn vượt tường sẽ càng lớn. Và cuối cùng là ulti. Khi Vân Anh vận chiêu sẽ lao nhanh về phía trước và hất tung tất cả các mục tiêu trong phạm vi, đồng thời gây sát thương vật lý. Khi quay lại, cô gây sát thương vật lý thêm một lần nữa và trong thời gian này cô sẽ nhận được hiệu ứng bá khí, nghĩa là sẽ có kháng hiệu ứng và giảm sát thương nhận vào từ 10 tới 50% trong quá trình sử dụng. Cái này sẽ tăng theo cấp. Khi kích hoạt lần hai, Vân Anh sẽ quét mũi thương hình bán nguyệt theo hướng chỉ định, gây sát thương vật lý cho mục tiêu. Đồng thời sẽ để một vùng đất ở bên dưới và sẽ gây sát thương phép mỗi 0,2 giây, tồn tại trong 3 giây. Những kẻ địch ở gần Vân Anh sẽ bị đánh bật trở lại nếu trúng chiêu, có nghĩa là trúng cái lần sử dụng đầu tiên đấy. Tí nữa thì mình sẽ giải thích rõ cho mọi người cái vấn đề đấy. Mẹo đầu tiên mình muốn chia sẻ tới các bạn, nếu các bạn muốn nội tại ở tầng thứ 3 thì chúng ta tuyệt đối không được đánh thường. Có nghĩa khi các bạn sử dụng chiêu thức, các bạn hãy coi như cái nút đánh thừa của chúng ta bị mất hoàn toàn. Đôi khi các bạn chỉ cần vô tình chạm tay em ấy một cái thôi là chúng ta đã mất ngay nội tại tầng thứ 3. Điều thứ hai mà mọi người nên biết đó chính là khi các bạn ulti, dù ở bất kỳ vị trí nào thì tướng địch và bản thân của Vân Anh sẽ luôn giữ một khoảng cách, đó chính là bằng nội tại của chiêu 1. Nếu tướng địch ở gần thì sẽ đẩy ra, còn nếu tướng địch ở xa thì sẽ kéo tướng địch vào. Điều thứ ba mình muốn chia sẻ với mọi người đó chính là tại nội tại của tầng thứ 3, các bạn vừa sử dụng và các bạn có thể vượt tường. Hãy tận dụng mẹo này trong giao tranh để các bạn có thể trốn thoát hoặc truy đuổi kẻ địch một cách dễ dàng hơn nha. Cái thứ tư đó chính là chiêu 2 và chiêu 3. Các bạn có thể kéo map theo hướng chiêu chỉ định, nghĩa là chiêu các bạn muốn tung ra ở đâu thì map nó sẽ kéo theo hướng đó. Như vậy thì sẽ rất là tiện cho việc các bạn quan sát map. Và đây thì nó sẽ tích hợp sẵn, còn chiêu 1 thì không được nha. Cái thứ 5 đó chính là chiêu thức kết hợp với tốc biến. Bình thường chiêu 3 của chúng ta nếu không tới tầm thì sẽ không thể gây sát thương lên tướng địch. Và bây giờ chúng ta sẽ sử dụng ulti và tốc biến. Đó, như vậy thì tướng địch sẽ phải chịu sát thương, đồng thời cũng sẽ bị kéo lại. Hoặc các bạn cũng có thể sử dụng ulti và tốc biến ngược để tiếp cận vào mục tiêu phía sau. Mẹo này sẽ giúp các bạn bắt chủ lực một cách tốt hơn. Bởi vì những vị chủ lực của chúng ta thường sẽ núp sau tank và sẽ gây sát thương từ đằng sau. Cho nên mình nghĩ đây là một mẹo mọi người cũng sẽ cần đấy. Cái thứ ba đó chính là tốc biến chéo. Cái này thì thực ra cho nó đẹp mắt thôi, chứ còn trong giao tranh thì mình nghĩ nó cũng không có hiệu quả nhiều lắm. Cuối cùng là chiêu 2 kết hợp với tốc biến. Cách này sẽ giúp chúng ta thay đổi vị trí quét thương. Combo của Vân Anh cũng khá là đơn giản. Đầu tiên hãy tiếp cận bằng chiêu 2, sau đó đánh thường, sử dụng chiêu 1 để hất tung và ulti. Tiếp luôn ulti để có được tầng thứ 3 và sau đó các bạn dùng nội tại.
Đó, nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Vì mới ra mắt cho nên cô nàng cũng không có quá nhiều bộ trang phục. Cô chỉ có một bộ trang phục duy nhất đi kèm khi mở bán tướng. Bộ trang phục này thì chỉ thay đổi quần áo và một chút hiệu ứng thôi. Còn ngoài ra thì không có gì thay đổi. Và đến đây, mình xin phép được khép lại video. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu thấy hay hoặc nếu các bạn có những góp ý gì, các bạn cũng có thể bình luận ngay ở phía bên dưới. Hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình để mình có thể phát triển hơn trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye! <笑>什么东西这么神神秘秘的？嘿嘿，让我来瞧瞧。嘘，可别告诉狄大人哟。 天下枪法，唯快不破。